Sách Thi Thiên, chương 68. Bài ca chiến thắng. Nguyện Đức Chúa Trời trở dậy, khiến kẻ thù Ngài bị tan lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn chạy trước Ngài. Như khói tan đi thể nào, thì Chúa sẽ làm cho chúng tan đi thể ấy. Như sáp tan chảy trước lửa thể nào, thì những kẻ ác sẽ bị tiêu diệt trước mặt Đức Chúa Trời thể ấy. Nhưng người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Nguyện họ hân hoan, vui sướng. Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ca ngợi danh Ngài. Hãy dọn đường cho đấng cưỡi trên các tầng mây. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, là cha của trẻ mồ côi và đấng phân xử cho người quá bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, dẫn kẻ bị tù đày đến sự thịnh vượng, nhưng khiến kẻ phản bội phải sống trong đất khô cằn. Lạy Đức Chúa Trời, khi Ngài đi trước dân Ngài, khi Ngài đi qua hoang mạc, thì đất rúng động, các tầng trời đổ mưa xuống. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng của Sinai. Trước mặt Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời ơi, Chúa giáng cơn mưa lớn trên sản nghiệp Ngài. Khi nó khô cằn, Chúa bồi bổ nó lại. Lạy Đức Chúa Trời, con dân Ngài tìm được một chỗ ở tại đó. Với lòng nhân từ, Chúa cung cấp mọi nhu cầu cho người thiếu thốn. Chúa truyền lệnh, một đoàn phụ nữ ra đi loan báo rằng: các vua thống lĩnh đạo quân chạy trốn rồi. Các phụ nữ ở nhà cũng phân chia chiến lợi phẩm. Dù các ngươi nằm nghỉ giữa chuồng chiên, cũng được cánh bồ câu giáp bạc và bộ lông bằng vàng ròng. Khi đấng toàn năng đánh các vua tan tác, khiến mưa tuyết đổ xuống núi Sanh Môn, hỡi rặng núi Ba San là núi của Đức Chúa Trời, rặng núi có nhiều đỉnh cao chót vót, hỡi các núi có nhiều đỉnh cao kia, sao các ngươi nhìn một cách ganh ghét? Núi mà Đức Chúa Trời chọn làm nơi ở của Ngài, phải, Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó đến đời đời. Xe của Đức Chúa Trời hàng nghìn, hàng vạn, nhiều vô số. Chúa ở giữa các xe ấy, từ Sinai bước vào nơi thánh. Ngài đã lên nơi núi cao, dẫn theo muôn ngàn kẻ bị tù đày. Ngài nhận lễ vật từ loài người, ngay cả từ những kẻ phản nghịch. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở với họ. Đáng chúc tụng Chúa là đấng hàng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con. Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời cứu rỗi chúng con, chính nhờ Chúa Giê-hô-va mà loài người thoát chết. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chà nát đầu kẻ thù Ngài và đầu tóc của kẻ cứ miệt mài trong tội ác. Chúa đã phán rằng: từ Ba San, ta sẽ dẫn dân ta về, đem họ lên khỏi biển sâu, để chân các ngươi dẫm lên máu kẻ thù, và lưỡi của những con chó các ngươi cũng liếm huyết kẻ thù để hưởng phần. Lạy Đức Chúa Trời là vua của con, mọi người đã thấy đoàn diễu hành rước Chúa, một đoàn diễu hành đi vào nơi thánh. Những người ca hát đi trước, những kẻ đánh đàn theo sau. Ở giữa là những thiếu nữ đánh trống cơm. Hãy chúc tụng Đức Chúa Trời trong các hội chúng. Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi con cháu Israel. Kìa, bộ tộc Benjamin nhỏ nhất đi đầu, theo sau là các nhà lãnh đạo Juda và bộ tộc của họ. Kế đến là các nhà lãnh đạo Zabulon và các nhà lãnh đạo Nephtali. Đức Chúa Trời ơi, xin truyền sức lực của Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, xin bày tỏ quyền năng Ngài, như Ngài đã từng làm cho chúng con. Từ đền thờ của Chúa tại Jerusalem, các vua sẽ đem lễ vật dâng cho Chúa. Xin quở trách thú rừng sống trong lau sậy, quở trách đàn bò đực với những bò con của các dân, cho đến khi chúng quỳ xuống và dâng những nén bạc. Xin Chúa đánh tan các dân tộc hiếu chiến. Lễ vật triều cống sẽ từ Ai Cập đem đến. Ethiopia sẽ sớm giơ tay hướng về Đức Chúa Trời. Hỡi các vương quốc trên đất, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời.
hãy hát lên, ngợi ca Chúa Thánh. Ngài là đấng cưỡi trên các tầng trời thái cổ. Hãy lắng nghe tiếng Chúa vang rền. Hãy công bố quyền năng Đức Chúa Trời và uy nghiêm Ngài trên dân Israel và sức mạnh Ngài trong mây trời. Lạy Đức Chúa Trời, Ngài thật đáng sợ trong nơi thánh Ngài. Chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức mạnh và quyền năng cho con dân Ngài. Đáng chúc tụng Đức Chúa Trời. Sách Hebrew chương 2. Cho nên chúng ta càng phải chú ý kỹ hơn về điều mình đã nghe, kẻo bị trôi lạc chăng? Vì nếu lời thiên sứ rao truyền là chắc chắn, và mọi sự vi phạm hay bất tuân đều bị báo ứng thích đáng, thì làm sao chúng ta tránh khỏi hình phạt nếu chúng ta xem thường ơn cứu rỗi lớn dường ấy? Đó là ơn cứu rỗi được Chúa công bố từ ban đầu, rồi những người đã nghe xác chứng cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng đã làm chứng bằng những dấu lạ, phép màu và nhiều việc quyền năng, cùng những ân tứ của Đức Thánh Linh được ban phát theo ý muốn Ngài. Ơn cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thật, Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta đang nói đó phục dưới quyền các thiên sứ. Nhưng có một chỗ trong Kinh Thánh đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con người là ai mà Chúa lại quan tâm. Chúa đã đặt người thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn. Chúa đội cho người mão triều vinh quang và tôn trọng, đặt mọi vật phục dưới chân người. Khi đặt mọi vật phục Đức Chúa Giêsu như vậy, Đức Chúa Trời chẳng để một vật nào không phục Ngài. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài. Nhưng chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu, đấng bị đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn, bây giờ được đội mão triều thiên vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu, để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã nếm sự chết vì mọi người. Vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời, nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. Vì đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một cha mà ra. Vì lý do đó, Đức Chúa Giêsu không thẹn mà gọi họ là anh em. Khi Ngài phán, con sẽ truyền danh Chúa cho anh em con và ca ngợi Ngài giữa hội chúng, Ngài lại phán, ta sẽ tin cậy nơi Chúa. Rồi Ngài cũng phán, nay ta cùng với con cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho ta. Vì con cái là cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời. Vì rõ ràng, không phải Ngài giúp đỡ các thiên sứ, nhưng giúp đỡ dòng dõi Abraham. Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện, để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, đầy lòng thương xót và trung tín trong sự phục vụ Đức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. Sách Mi-chê chương 3. Lên án các nhà lãnh đạo và tiên tri của Israel. Ta phán, hỡi các người lãnh đạo của Gia-cốp và các nhà cai trị của Israel, hãy nghe. Các ngươi không biết công lý sao? Các ngươi là kẻ ghét điều lành, ưa điều dữ, lột da dân ta và lóc thịt khỏi xương của họ. Các ngươi ăn thịt dân ta, lột lấy da và bẻ xương ra thành từng mảnh, bầm nó như bầm thịt, như thịt trong chảo. Bây giờ, những người lãnh đạo ấy sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Ngài sẽ giấu mặt khỏi họ, vì họ đã làm những việc gian ác. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán về các kẻ tiên tri,
là kẻ làm cho dân ta lầm lạc. Nếu có ai cho chúng ăn thì chúng rao rằng bình an, còn nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng thì chúng tuyên chiến chống lại họ. Vì thế ban đêm sẽ bao phủ trên các ngươi không có một khải tượng, bóng tối sẽ đến nên không có lời tiên đoán nào, mặt trời sẽ lặn trên các kẻ tiên tri đó, và ban ngày sẽ trở nên tăm tối trên họ. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ, và những kẻ tiên tri sẽ bị nhút nhơ. Tất cả đều che môi lại, vì chẳng được lời đáp nào từ Đức Chúa Trời. Nhưng về phần tôi được đầy dẫy sức mạnh, công lý và lòng bạo dạn. Hỡi thần của Đức Giê-hô-va, để công bố cho Gia-cốp biết sự vi phạm của nó, và cho Israel biết tội lỗi của nó. Hỡi các người lãnh đạo của nhà Gia-cốp và các người cai trị của nhà Israel, hãy nghe điều này. Các người ghét công lý và làm bại hoại sự bình đẳng. Các người lấy huyết mà xây thành Sion và lấy gian ác mà xây thành Jerusalem. Các nhà lãnh đạo phán xét vì hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc, rồi chúng lại nương cậy Đức Giê-hô-va mà nói rằng: chẳng phải Đức Giê-hô-va đang ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta đâu. Do đó, vì các ngươi, Sion sẽ bị cày như ruộng, Jerusalem sẽ trở thành đống đổ nát, và núi của đền thờ sẽ trở nên như đồi cây rậm rạp. Chương 4. Vinh quang của Jerusalem trong tương lai. Trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập lên trên núi cao nhất và sẽ được nhất cao hơn các đồi. Các dân tộc sẽ đổ dồn về đó. Nhiều nước sẽ đi đến đó và nói: hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, đến nhà của Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, để chúng ta có thể đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Sion, lời của Đức Giê-hô-va đến từ Jerusalem. Ngài sẽ thi hành sự phán xét giữa nhiều dân tộc và phân xử giữa các nước mạnh ở tận phương xa. Ngài sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng vung gươm chống lại nước khác và cũng không còn tập trận nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình. Không ai làm cho họ sợ hãi, vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Mỗi dân tộc bước theo danh của thần mình, nhưng chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cho đến đời đời vô cùng. Lời hứa phục hồi sau khi lưu đày. Đức Giê-hô-va phán: trong ngày đó, ta sẽ nhóm người què lại, tập hợp kẻ bị đuổi và kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. Rồi ta sẽ lấy người què làm dân sót lại và kẻ bị bỏ làm thành một nước hùng mạnh. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị chúng trên núi Sion từ bây giờ cho đến muôn đời. Còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Sion sẽ đến với ngươi. Quyền cai trị ngày xưa của ngươi sẽ được phục hồi, tức là vương quốc của con gái Jerusalem. Nhưng tại sao bây giờ ngươi kêu gào than khóc? Không có vua ở giữa ngươi sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết, nên ngươi quẫn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ? Hỡi con gái Sion, hãy đau đớn quẫn thắt như phụ nữ đang chuyển dạ, vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành phố, ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Babylon. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu. Tại đó, Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù ngươi. Bấy giờ, có nhiều nước hợp lại chống lại ngươi. Chúng nói: cầu cho nó bị ô uế và mắt chúng ta khoái chí mà nhìn Sion. Nhưng chúng không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu kế hoạch của Ngài. Vì Ngài đã nhóm chúng lại như những bó lúa đưa về sân đập lúa. Vậy, hỡi con gái Sion, hãy trỗi dậy mà dày đạp,
vì ta sẽ làm cho sừng ngươi cứng như sắt, móng ngươi như đồng. Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và sẽ dâng của cải chiếm được cho Đức Giê-hô-va, và tài sản cho Chúa của cả thế giới. Vậy, hỡi con gái của các đạo quân, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi. Chúng đã vây hãm chúng ta, chúng lấy cây gậy đánh trên má người cai trị của Israel. Chương 5. Lời hứa về đấng Messiah. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng nghìn Juda là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, một đấng cai trị trên Israel sẽ được sinh ra, nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vì thế, ta sẽ phó chúng cho đến lúc người đàn bà chuyển dạ đã sinh con, và kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va, với oai phong của danh Giê-hô-va, Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình. Và chúng sẽ ở bình an, vì bây giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến tận cùng trái đất. Chính Ngài sẽ là sự bình an của chúng ta, khi người Assyri sẽ đến trong đất chúng ta và dày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên 7 người chăn và 8 thủ lĩnh của dân để chống lại nó. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất Assyri và các cửa của đất Nimrod. Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người Assyri khi nó sẽ vào xứ chúng ta và dày đạp bờ cõi chúng ta. Vai trò tương lai của dân sót. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt sương đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta, cũng không mong gì ở con trai loài người. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa các nước và ở giữa nhiều dân, như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa các bầy chiên. Khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé, không ai giải cứu được. Nguyện tay Chúa giơ lên trên những kẻ thù Ngài, và những kẻ thù của Ngài sẽ bị tiêu diệt. Sự hủy diệt thần tượng. Đức Giê-hô-va phán, xảy ra trong ngày đó, ta sẽ hủy diệt ngựa của ngươi khỏi ngươi và hủy diệt hết chiến xa của ngươi. Ta sẽ hủy phá các thành trong đất ngươi và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. Ta sẽ hủy diệt đồng bóng khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa. Ta sẽ tận diệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi ngươi. Ngươi sẽ không còn quỳ lại trước công việc của tay mình làm ra. Ta sẽ nhổ trụ tượng ác tặc tê khỏi ngươi và hủy diệt các thành của ngươi. Trong cơn giận dữ, thịnh nộ ta sẽ thi hành sự báo thù trên những nước không vâng lời ta.